Vũ xin chào tất cả mọi người nha. Vũ mới lễ thì chở vợ con về Phú Giáo ra cái thăm cái AV. Vũ đi ngang chỗ này thì con khuyên anh em, nó anh em nghe cái tiếng không, nó ré lên đó, cũng như nó đang bảo vệ cái tổ á. Nãy giờ Vũ cũng thử tìm thử cái tổ của nó mà tìm chưa thấy nè. Có thể là nó nằm trong cái bụi đó. Vô tìm không có thấy cái tổ, nhưng mà thấy cái tổ trồng màu. Đây nó để đây nè. Cách đây 3 tuần thì nó cũng có một đẻ, nó cũng được 3 trứng. Nhưng mà Vũ để cho nó ấp cái có con là Vũ quay cho anh em coi á. Làm cái clip nó đúc mồi cho anh em coi, mà bữa sau về thì nó trứng nó mất tiêu à. Vũ không biết là mấy con kia phá hay là nó tự ăn nữa. Tại vì trong cái AV này thì Vũ gọi là nuôi để mình ngắm chim rồi nghe hót rồi nhìn nó bay nhảy trong cái AV là chủ yếu thôi, chứ Vũ không có định sinh sản trong đây nè. Trong đây nếu mà nuôi sinh sản thì cái lượng mồi để mình tốn cho một cặp chim để mà mình giữ được một cặp chim non á, nó nhiều lắm. Tại vì muốn giữ được một cặp chim non đó cho bố mẹ nó đúc á, thì mình phải bỏ mồi tươi cho nguyên cái đàn trong chim mình ăn á. Thì mỗi ngày nhiều khi bỏ một ký sâu anh. Ô, Vũ phát hiện ra một cái con cu Hà Lan nè. Con Hà Lan nó đẻ được, đẻ dữ lắm. Ủa sao nằm đây vậy? Nằm đây vậy? Vũ coi thử nó có trứng rồi nè. Đây ra cho coi với coi. Ôi nó có con luôn hả nè. Nè nè, Vũ quay cho anh em coi. Ôi cái rổ này là cái rổ hồi xưa Vũ cho mấy con sắc nhật á nè, với con bể màu á. Bây giờ Vũ móc đỡ ở đây cho mấy con khuyên rồi nó là mổ, mà cô gái nó vô nó là mổ luôn nè. Đó, hai con. Một trắng trắng, một xám. Đó, bây giờ Vũ thả thêm một con thang vô đây nè. Đây là con thang hàng mà Vũ đi về Vũ thuần cho anh em á, nhưng mà nó này nó bị lỗi cái móng. Thang này nó dễ lỗi móng lắm. Con này cái nết đuôi nó xòe khá là đẹp á, nên Vũ quyết định để lại làm giống luôn em ha. Thường thường mấy thang lỗi thì Vũ mọc và đưa ra tìm chim, hay là thanh lý giá, gọi là giá thanh lý cho anh em nuôi hót chơi á. Mà con này Vũ thấy cái nết xòe, hay là cái tướng chim cũng khá là to, nên Vũ giữ lại luôn. Vũ thả một con trong cái AV để có là có nghe tiếng thang nó hót chơi thôi nè, chứ thiệt ra Vũ cũng không có ý định nuôi sinh sản trong đây. Tại trong đây thì Vũ cũng có một con mái sẵn rồi. Và bây giờ Vũ thả con thang ra luôn nè. Lồng này thì Vũ mới bỏ nó vô đây để đỡ thôi, Vũ quay cho anh em coi thôi chứ không phải nuôi nó đó, nên là Vũ không có bỏ cám với bỏ nước. Rồi bye. Hết rồi bye. Bye thuốc kia nè. Sẵn tiện Vũ quay cho anh em coi cái đàn Sirama của Vũ ha. Bởi vì nhiều anh em cũng hỏi Vũ cái đàn Sirama của Vũ này nó sao rồi. Đây nè, Vũ được mớ gà con. Mấy con này con nhỏ xíu à, còn nhỏ xíu à. Còn cái con kia thì nó đang dẫn hai con anh nè. Đó, với một ổ đang ấp trên đây. Để cho nắp lên. Thì Vũ thấy nó đẻ cũng sai lắm á, nó đẻ là 7-8 trứng, 8-9 trứng không anh nè. Mà nó ấp ra sao mà nở cứ 2 con, 3 con, 4 con. Như cái lứa đời rồi con gà trắng nó dẫn anh nè, nó dẫn 4 con. Có con này con gà trống nè, gần giống cha nè. Được một con gà trắng. Nó con gà trắng đó, mà hiện tại Vũ không biết là gà trắng là gà trống hay gà mái nữa. Vũ thấy cái màu nó hơi lợt lợt mà có vẻ như là gà trống hơn. Con gà trắng con nè. Cái con gà mái vàng nó dẫn hai con, nhưng mà hai con có một cái con rất là lạ nè. Nó
sao đi gì, nó giống như con gà rừng đó đó, nên thấy không, và nó lủi cũng nhanh lắm, không biết là phải con gà rừng của Vũ nó đạp không, nó đây nè anh em, nó gặp Vũ là nó chạy à, có một con gà rừng nên nó nhát quá, Vũ đợt rồi Vũ nhốt nó nhưng mà giờ nhát lắm, nó không biết là nó có lén lén nó đạp con gà Sirama của Vũ không. Ôi đi ngang, ôi đi ngang, bữa nay xuống cỏ rồi đi, bữa nay xuống mấy xuống cỏ như con màu à, tôi có làm gì đâu, quay phim tí xíu thôi mà, bé trống này chắc bé trống lớn nhất, thì anh em mà nuôi chim lâu năm á, gọi là nuôi có thời gian nuôi nhiều á, tiếp xúc qua nhiều chim con á, thì mình nó xuống tổ một cái này mình nhìn gần như là biết được trống mái hết rồi nè. Còn đây là cái con 22 vũ bắc, để Vũ thuần cho một người anh á, ở bên quận 8, nhưng mà trong lúc Vũ vô cám Vũ thuần á thì nó nhảy, nó bị gãy hai cái lao luôn. Hiện tại bây giờ hai cái lao nó gãy anh em à, hiện tại giờ nó còn đuôi bợ là chú ý, nó gãy hai cái lao với một cái đuôi bợ luôn đó, thì nó gãy xong rồi nó lỗi nên Vũ phải lấy về, Vũ bắt con khác cho ảnh nè, Vũ phải lấy con này về Vũ thả vô AV để dưỡng lại cái cọng lao cho nó đó, thì Vũ có thả thêm một con mái nằm dưới nó đang đứng, nó không bay anh em chắc khó thấy quá. Đó, đứng ngang máy nè, thì nhìn Vũ thả tuần rồi nhưng mà nhìn cái biểu hiện thì Vũ thấy hai con này nó chịu nhau rồi anh em ha, chịu nhau rồi, xong rồi Vũ mới thả rơm vô nè, thì anh em lấy cỏ khô tốt hơn nha mọi người ha, anh em đừng lấy rơm, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Vũ không kiếm được cỏ khô nên Vũ lấy mớ rơm quan đại về trước, chút nữa Vũ sẽ kiếm rơm Vũ thả vô sau. À, tại vì cái con này của Vũ thì nó không phải là nó thay lông nha anh em ha, nó chỉ là do sự cố Vũ làm bị sự cố á, thì nó bị gãy rất lao thôi, ra nó bị gãy nhưng mà do Vũ nhổ luôn á, thì có nhiều con thì nó sẽ không sinh sản nhưng có những con thì nó căng lửa thì nó vẫn sinh sản bình thường nha mọi người, chứ không phải nó đang vô cái mùa thay lông nên nó vẫn sinh sản bình thường. Bởi vì nhiều anh em cũng sợ thôi, là chim mình đang vô mùa sinh sản mà bị gãy lao hay là gãy này gãy kia thì có đẻ hay không, thì nó vẫn đẻ bình thường anh em ha, miễn là nó không có, nó bắt cặp, nó chịu bắt cặp là nó đẻ. À thêm một câu hỏi nữa, một vấn đề mà cũng rất là nhiều anh em khi gặp phải, đó chính là con chim nó đẻ xong rồi nó ăn trứng luôn, nó không phải nó phá tổ nó mà nó ăn trứng ha. Thì con chim mà nó phá tổ, nó động tổ á, thì nó cũng khá là nhiều nguyên nhân để nó động tổ, là nó phá cái tổ nó. Nhưng mà con chim nó đã ăn trứng của nó luôn, đặc biệt là con mái á, con mái nó đẻ xong rồi nó tha trứng ra nó ăn luôn á, thì gần như chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là con chim anh em nó thiếu chất, và nó thiếu chất gần như là trầm trọng luôn á nè, nên nó ăn cái trứng của nó luôn. Thì thường á thì Vũ thấy nếu mà con chim mà anh em cho ăn cám nhiều quá, nghĩa là thức ăn khô quá nhiều á, mà anh em thiếu mồi tươi đó, thì thường thường thì con chim nó sẽ hay có cái hiện tượng là ăn cái trứng của mình, giống như gà đẻ cũng vậy, anh em nuôi nhốt, anh em nuôi đẻ mà anh em không cho ăn rau, không cho ăn giá, không cho ăn mồi tươi á, mà chỉ cho ăn cám không á, thì con mái nó cũng hay ăn cái trứng của mình là vậy thôi nè, mình cho ăn mồi tươi nhiều tí xíu. Thứ hai là mình cho ăn mồi tươi nhưng mà mình cũng phải đa dạng đi xíu anh em ha, chứ không phải cứ ăn thùng giới rồi máng sâu, là qua năm suốt tháng cứ ăn thùng giới máng sâu vậy. Thì con chim nói chung là nó vẫn sinh sản nhưng mà Vũ thấy thì nó, con chim nó không được mập mạp, nó không được khỏe lắm, thì mình đa dạng mồi thì nó sẽ, Vũ nghĩ nó sẽ ok hơn, nó sẽ, chim nó sẽ khỏe mạnh hơn nha. Giới thật ra Vũ nghĩ nó cũng không có nhiều chất, anh em có thể bổ sung cào cào hay trứng kiến hay gián đất
hay là cá con, rồi tép, tôm nữa, nói chung là rất là nhiều mồi. Hiện tại bây giờ thì mình kiếm nó cũng dễ, dù thấy nó cũng không khó nè. Đó. Thì anh em có thể mình đa dạng mồi hơn. Đặc biệt là nhiều anh em á, khi mình nuôi sinh sản á, thường có cái tư tưởng là mình khi nào mà vô cái mùa mà đổ mưa xuống, ghép cặp và bắt đầu sinh sản á, thì anh em mới bổ sung mồi tươi đầy đủ. Thậm chí có nhiều anh em mà đẻ ấp ấp gần tới nở rồi thì anh em mới bổ sung cái mồi đầy đủ để cho con mẹ đút con non. Còn mà thời điểm mà nó chưa sinh sản hoặc là mới bắt cặp á, đặc biệt là cái mùa mà thai long á, cái mùa trước Tết thai long á, thì gần như anh em không có bổ sung mồi tươi mà anh em chỉ cho ăn khám 100% luôn. Thì những con chim đó thì Vũ thấy cái xác suất mà nó ăn trứng của mình á cao lắm, tại vì nó bị thiếu hụt dinh dưỡng từ cái giai đoạn mà nó thai long rồi đó. Thì bởi vậy nên khi mà Vũ thấy cái mùa sinh sản cũng vậy, hay là cái mùa thai long cũng vậy, nếu mà anh em xác định là con chim đó mình nuôi sinh sản cái mùa sau, thì cái mùa thai long của con chim đó thì anh em cũng nên chăm cho nó kỹ tí xíu, cho nó ăn mồi tươi nhiều tí xíu ha, để cho nó đủ chất, đặc biệt là canxi á, để cho con chim nó có thể tạo trứng, nó đẻ rất là nhiều. Đó, thì đó là một vài cái vấn đề anh em hỏi Vũ ha. Thì khi mà Vũ lên clip thì Vũ nhớ được cái vấn đề gì thì Vũ sẽ chia sẻ và trả lời cho anh em nha. Anh em có thắc mắc gì thì có thể bình luận dưới phần video của Vũ. Vũ đọc và Vũ cố gắng Vũ trả lời cho anh em. Hoặc là nếu anh em nào thắc mắc nhiều thì Vũ sẽ làm clip cho anh em ha. Đó. Thì lửa con hiện tại thì bây giờ Vũ cũng không có nhiều anh em. Thứ nhất là thời gian Vũ đi về về á, thì nó hiện tại bây giờ Vũ đang ở Gò Vấp nhiều hơn á, nên cái trại chim này nó con nó không đạt, thấy nó năm rồi nó không đạt nhiều. Thứ hai là nhiều anh em cũng đã dặn Vũ rồi á, nên nhiều anh em cũng hỏi Vũ là sao ít quay chích chè lửa sinh sản, tại vì vừa quay lên thì Vũ thấy nó anh nhiều anh em đặt á thì phiền anh em, nhưng mà Vũ thì không có hàng là Vũ giao cho anh em á, nên Vũ cũng ít quay chích chè lửa sinh sản lắm. Thì lâu lâu thì anh có anh em hỏi vấn đề gì thì sẵn tiện thì Vũ quay luôn, có cái hình ảnh nữa cho anh em dễ dàng quan sát hơn á. Video của Vũ đến đây chắc là Vũ dừng cho anh em ha, tại Vũ nói chuyện nhiều quá cái em kích mấy con lửa bắt đầu nó chơi, bắt đầu nó hơi ồn tí xíu. Vũ mà mấy con lửa nó chơi còn đỡ nè, nhiều khi mà Vũ đang làm video mà mấy con khú nó nói là Vũ phải tắt luôn, tại vì con khú nó hót là gần như là Vũ không có nói chuyện, anh em không nghe được nữa. Rồi Vũ xin chào tất cả mọi người ạ. Vũ chúc tất cả mọi người được thật nhiều sức khỏe nha. Anh em nào yêu mến Vũ thì cho Vũ xin một like nha. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vũ xin chào tất cả mọi người ạ.